Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Anh trai đã ngồi đây rồi, có vẻ đang rất căng thẳng và hồi hộp. Nhưng mà bây giờ đợi Tường chút xíu nha. Tường sẽ ra đưa bạn gái của mình vào nha. Ok. Dạ, ok luôn. Rồi, mời chị. Rồi, tiến thêm 3 bước nữa. 1, 2, 3, ghế bên trái. Rồi, mời chị ngồi. Bây giờ mời hai bạn có thể mở mặt nạ ra nha. Để Tường mở cho. Rồi, chào hai anh chị nha. Bây giờ anh sẽ giới thiệu trước cho bên này nghe, lớn lên, to rõ lên về những thông tin cá nhân của mình. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Và xin chào bạn gái xinh đẹp ngồi bên kia của trái tim. Em tên là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1978, 41 tuổi. Dạ. Hiện đang công tác tại công ty Nam Phương Việt, chuyên về bộ biến tần và tham vấn cáp. Mình phụ trách bên cái mảng kỹ thuật, kỹ sư bảo trì điện về điện tử. À, quê mình là ở đâu? Quê mình ở Quảng Nam. Vào trong Nam này lâu chưa? Mình được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Mang Tây Bắc. Vậy là quê ngoài kia thôi. Nhà mình đông anh chị em không? Nhà mình có 6 anh chị em, tất cả đều được lập gia đình hết rồi. Còn một mình anh mình thôi, mình là thứ mấy? Mình là kế út. Dạ, thì mình cũng có một lần đã lập gia đình. Nhưng... Rồi, cái đó chút xíu nữa chia sẻ sau. Tới đó thôi cái đã. Rồi, mời bên đây. Em xin chào chị Cát Tường và chào bạn trai. Em tên là Nguyễn Thị Khuyên. Nguyễn Thị gì? Dạ, Nguyễn Thị Khuyên. Khuyên? Dạ. Khuyên Bảo á? Dạ. Dạ, Nguyễn Thị Khuyên. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Còn quê của em thì ở Thừa Thiên Huế. Mình vào Bình Phước lâu mau rồi? Dạ, em vào Bình Phước cũng khá lâu rồi. Hơn 4 tuổi là em đã theo ba vào đây rồi. Mà Bình Phước là ở khúc nào? Dạ, Bình Phước là em ở thị xã Phước Long. Là cái nơi mà về Phước Long xây chiến thắng cuối cùng rồi. Rồi mình đang làm công việc gì ở đó? Dạ, hiện tại em là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Phan Bội Châu. Mình đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em sống cùng với ba mẹ. Coi như là cũng vào trong này hết, ba mẹ vào trong đây hết rồi. Rồi, bây giờ trước mắt là thấy một người là ở thành phố, một người ở Bình Phước. Thấy có gì bất ổn không? Dạ, cũng không thấy vấn đề gì. Có điều kiện mình sẽ xuống đó thường xuyên. Thường xuyên ha. Điều kiện có hay không là do mình tự tạo. Dạ. Năm nay là Uyên mà Khuyên bao nhiêu tuổi? Dạ, em là sinh năm 82, là bây giờ là bắt đầu là 38 tuổi. 82 là 38 rồi ha, 38 bên đây 41. Dạ. Tuổi là cũng đẹp với nhau rồi đó. Mình sẽ giới thiệu chút xíu về cái cá nhân của mình. Có những cái điểm mạnh gì, điểm yếu gì? Rồi, mời em. Thì điểm mạnh của em thì là người sống hòa đồng, thích chia sẻ, biết chơi nhiều môn thể thao. Ví dụ? Ví dụ như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bơi lội. Trừ có môn khiêu vũ thì mình chưa tham gia thôi. Ngoài ra thì đặc biệt là mình có điểm mạnh đó là hơn nữa đó là không có thuốc, uống rượu, bia thì có chút chút. Kiểu xã giao phải không? Dạ. Vậy thôi, còn điểm yếu gì nữa không? Còn hay là có tật xấu gì nữa không? Điểm yếu thì hơi nóng tính. Thì hay nói thẳng. Vậy tốt thôi, thật ra là nói thẳng thì tốt, còn nóng tính thì mình kiềm chế lại chút xíu ha. Rồi, thấy còn Khuyên, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là năng động, rồi cũng thích đi du lịch, rồi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mà nghe anh nói về cái điểm yếu thì em thấy nó có cái trùng của em, em tức cười. Trùng em, chỗ gì, trùng chỗ nào? Em cũng nóng tính và cũng thẳng tính, cho nên là sẽ dễ mất lòng người khác. Trời ơi, hai người này mà hồi nói chuyện với nhau, mà hồi cùng nóng, không biết là ai đỡ ai đây à. Nói chung mình phải biết nhịn, cũng lắng nghe nữa, chỗ nào mình cần nóng thì mình nóng nha. Dạ, dạ. Còn điểm yếu còn gì nữa không? Dạ, có tật xấu, có điểm yếu gì nữa không? Điểm yếu của em nữa là em hay bị tự ti hoặc là... Tự ti về cái gì? Tự lớn tuổi như vậy, nên bây giờ mình chưa có gia đình với lại chưa có con cái, cho nên mình đi mà đông người hoặc là gặp bạn bè mình cũng có một cái là... mình thấy nó tuổi thân á. Đó gọi là tuổi thân. Dạ. Rồi giờ vô cái vụ tình trường hồi nãy nè. Tình trường mình sao? Thì em cũng trải qua một lần lập gia đình. Rồi cũng chia tay cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Cũng có một cháu gái 8 tuổi thì đang ở dưới mẹ. Cái cuộc hôn nhân đó kéo dài bao lâu? Mối tình đó, hôn nhân đó kéo dài được 5 năm. Lý do tại sao lúc đó là ly hôn? Thì nhiều lúc lý do là bất đồng về cách sống với nhau, cũng như ít chia sẻ quan tâm với nhau thì dẫn đến tình trạng đó. Không cứu vãn được hả? Dạ, mình cũng ráng cứu vãn nhưng mà một bên cứu vãn thì một bên kia thì không, thì đã như vậy thì em ra đi thôi. Thì cũng buồn ha. Rồi 3 năm nay thì mình có mối quan hệ nào khác nữa không? 3 năm nay vẫn chưa có mối quan hệ nào khác. Lý do? Một phần thì tập trung lo cho công việc, hai nữa là cũng lại lo bù đắp cho cái bé nó không có cha bên cạnh. Và bây giờ thì mình
quyết định là tìm một đối tượng để lập gia đình. Dạ. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì cuối năm sau mình sẽ tiến tới. Dạ. Rồi còn bên mình thì sao ạ? Tình trường của mình là như thế nào? Dạ, em lập gia đình được 6 năm thì sau đó thì không hợp nữa, cho nên là chia tay. Hiện tại em chia tay cũng là hơn 8 năm rồi. Là coi như lập gia đình 6 năm. Rồi chia tay 8 năm luôn rồi. Dạ. Là coi như hết 14 năm rồi đó. Phí hết tuổi xuân. Oh. 6 năm rồi mình có cháu nào chưa? Dạ em chưa. Lúc đó là do ngừa hay do không có? Dạ không, lúc đó ảnh cũng có vấn đề cho nên là cũng có chạy chữa. Nhưng mà sau đó thì ảnh có một người khác thì em cũng không thể nào mình như người khác mà có thể là nó đập gan hay này kia. Em cũng có đi gọi là đi xem để gọi là có bằng chứng. Và sau đó em nghĩ nếu mà chuyện tình cảm mà nó không còn thì thôi mình tốt nhất là nên chia tay, chứ em không thích là phải van xin là níu kéo. Nhưng mà khẳng định chắc chắn là người ta có người thứ ba. Dạ có, mà sau khi đó thì công khai rõ rồi. À sau khi chia tay với em thì công khai luôn. Dạ. Mà trong thời gian 6 năm ở với nhau thì ngoài cái việc mà có người thứ ba thì có trước đó có cái vấn đề gì không mà nó dễ ra như vậy? Dạ đó là vấn đề về con cái. Em thì em rất là thích có con, còn ảnh thì cũng lo cho công việc cho nên là không có quan tâm tới cái việc đó đó. Còn em thì cứ tẩm bổ rồi là nấu thuốc, mà cứ mỗi lần vậy mà ví dụ ảnh nhậu vô một cái là nó không có đạt những cái mà yêu cầu. Nấu là nấu cho ảnh hay nấu cho em? Nấu cho ảnh. À có nghĩa là ảnh là không có về sức khỏe, không có tốt. Dạ. Và có đi khám bác sĩ, dạ, có đi điều trị không? Mà người ta nói là do phía ảnh. Dạ. Rồi sau 8 năm nay sao để chi lâu vậy? Muốn có con thì mình phải kiếm chồng chồng khác để mình sanh nở cho nó kịp thời chứ. Dạ, sao để lâu thì vậy? Thì em cũng kiếm tìm, nhưng mà thời gian ví dụ em đi dạy là em dạy sáng chiều và tối thì ở nhà chỉ có cách là tối mà em muốn cho tiêu khiển riêng cho mình, ví dụ em đi tập yoga hay là tập gym thôi, chứ còn nếu mà không đi đâu nữa là ở nhà. Còn mà bạn bè cùng với lứa tuổi của em thì bây giờ là có gia đình hết rồi, người ta an phận hết rồi. Cũng khổ quá ha. Khổ. Bây giờ nếu mà được lấy chồng, lấy cái lịch tính và kiếm ráng đẻ liền. Dạ. À, anh muốn tìm một mẫu người vợ lý tưởng, mẫu người như thế nào? Mẫu người vợ thì cao khoảng 1m52, biết quan tâm gia đình, chia sẻ, có thời gian dành cho gia đình trong những bữa cơm. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản. Em rất là dễ chị. Cỡ như chị là được rồi. Như chị là được rồi. Như chị là được rồi. Mẫu như chị á. Còn mình muốn tìm một mẫu người chồng tương lai như thế nào? Em muốn người đàn ông đó là phải lo cho gia đình, có công việc ổn định và tính tình thì dung hòa, chín chắn, không có keo kiệt, bủn xỉn, hoặc là nói là động tay, động chân, hoặc là dùng những cái lời mà thô tục và ở dơ. Có ở dơ trong này nữa hả? Rồi sao đây, mình có ở dơ không? Dạ không ở dơ chị ạ. À. Sao biết không ở dơ? Dạ chị có tới biết cái cách là chị test thử coi. Chị test thử coi. Sau đó chị test chị chút cái mốt bạn gái em test, vợ em test đi chút xíu thì cho cổ qua test. Trời ơi, hình đông quá vậy làm sao người ta lựa được đây trời. Rồi kiếm đi ảnh ở chổng á, cho một gợi ý cho người ta có thể tìm thấy mình coi nè. Trong tầng ở giữa. À trời thôi, tầng ở giữa có 4 anh nè, gán kiếm đi cưng. Rồi đâu chị coi hình em nè. Trời ơi, hình chắc thập niên hồi đó quá hả? Dạ 98. Trời ơi, 20 năm trước nữa. Dạ, hình cái đó quý lắm đó chị. Rồi cho ta gợi đặc điểm, gợi ý, ta nhận dạng coi nè. Trời, tôi nhìn vậy tôi còn không biết luôn. 20 năm trước. Trời ơi. Trời. Lúc này chưa có chồng luôn. Chưa chồng luôn, lúc đó còn con gái phải không? Chưa chồng luôn. Có đặc điểm gì cho người ta nhận dạng coi, vậy sao người ta nhận ra được trời. Em mắc một mí. Mắc mí, rồi kiếm đi. Rồi. 20 năm trước, mắc một mí. Cái này. Đâu, đưa coi, coi một mí đúng không? Hay quá ha, rồi giữ đi lát có trúng không? Rồi bên đây sao, kiếm cái ảnh chưa? Hàng chính giữa. Hàng chính giữa mà có mấy người luôn. Thì đương nhiên mới lựa chứ, không lẽ đưa hình một người. Đội mũ đâu biết tráng hay là gì như thế nào. Thì đó, 4 anh đó đó. Anh nặng 60 mấy ký ấy. À rồi, vậy là phát hiện rồi. Đâu? Đây. Sao phát hiện anh đó hay vậy? Tại vì kêu nặng. Vậy đó hả? Nói chung là số năm tăng lên và số ký cũng tăng hay lên. Hay quá. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cái cửa trái tim ha. Cánh cửa này mở ra và hai bạn sẽ kiểm tra xem là hôm nay cái cảm nhận của mình, cảm nhận đầu tiên dành cho đối phương đúng hay sai nha. Xin mời hai anh chị. Đúng không ạ? Dạ, nhìn ngoài đẹp hơn. Nhìn ngoài đẹp hơn hả? Trời ơi. Có người khen không? Cảm ơn. Cảm ơn. Nhìn đúng rồi á. Đúng hả? 20 năm trước mà nhận ra luôn, hay vậy ta? Mình mất một mí mà chị. Thì một mí, ai cũng một mí mà. Bạn em cũng một mí mà. Cũng 50-50 mà. Rồi, cái này được chưa? Dạ. Tặng ba trái tim luôn. Hôm nay mà mình gặp nhau cũng như là một cái duyên. Anh gửi tặng em bó hoa, chúc em luôn luôn trẻ đẹp. Rồi, em cảm ơn. Rồi. Dạ, em không có gì ngoài cái
một ít đôi lời này tâm sự em viết vội tối hôm qua đó. Rồi, cảm ơn. À, thôi. Anh đọc luôn hả? Bây giờ ngồi xuống đi rồi đọc là coi. Đôi lời tâm sự tối qua. Trời ơi, viết đẹp quá gì. Cô giáo mà em. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn nha. Gửi bao của bé tương lai. Đêm đã khuya, sương xuống phủ cả màn đêm. Có người con gái đang ngồi lặng lẽ, mơ về một mái nhà hạnh phúc. Nơi đó là tổ ấm có tiếng cười đùa của trẻ con bên ba mẹ. Đơn giản lắm, phải thế không? Nhưng đó là một hành trình tìm kiếm. Thời gian cứ vô hình trôi lặng lẽ, rồi ai cũng sẽ già. Chỉ có tình cảm sẽ là luôn sinh sôi nảy nở mãi, mà mỗi thành phần trong gia đình luôn phấn đấu và cố gắng. Nghĩ đến đó thôi cũng dâng trào xúc cảm. Vượt ngàn dặm xa đến đây, mong tìm được chút gì sót lại. Hãy cho nhau cơ hội, vì cùng nhau đi hết cuộc hành trình hạnh phúc nhé. Ba của bé à, có thể giúp mẹ bé một niềm tin, một hạnh phúc. Hãy cho nhau những gì có thể, bởi sau này lấy gì để cho nhau. Cảm ơn em. Đọc thơ hiểu không? Trời ơi, lá thơ người ta cảm xúc, chữ người ta đẹp quá trời đẹp. Mà ổng đọc cho nó chán gì đâu luôn, giật. Trời ơi, xong mà giờ mà có người viết lá thơ mà nó đẹp vậy. Cái này về ép kính nha. Dạ. Ép kính treo lên nha. Hồi xưa tôi cũng đã từng viết bao nhiêu lá thơ cho mấy bạn trai cũ của tôi nè. Mà giờ không biết mấy người đó còn giữ thơ của tôi không nữa. Mấy chục năm rồi mới viết lại. Bởi vậy bà em còn một câu ở trong đó nè, tại vì nó hết giấy nè. Hết giấy. Em có một câu em rất là thích mà không biết anh có làm được điều đó. Nói luôn đi, nói luôn đi. Là ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi cái con đường hành trình tìm hạnh phúc bằng một nửa được. Không biết anh có làm được điều đó không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức đem được niềm vui lại cho em. Dạ. Dạ. Và em cũng muốn kiểm tra có thử sức anh tới đâu. Cái đó để thời gian cho trả lời cho. Giờ muốn kiểm tra gì? Bây giờ kiểm tra sức gì? Bây giờ kiểm tra sức khỏe ngay tại chỗ. Sức khỏe. Bây giờ còn khỏe không? Còn khỏe không chị? Đất cho tôi 10 cái. 10 cái hả? Ừ. Bớt được không? Không. 10 cái mới đẻ anh nổi. Anh đó là hít nhẹ cho đúng ra, phải em ngồi trên người sao anh để hít mới đúng đó. Đó, nghe chưa? Phải ngồi lên người anh hít nữa đó. Cái này là không phải yêu cầu của chị Tường, mà này là yêu cầu của bạn gái. Trời ơi, hít đất là ông trả giá nữa trời. Nghe không? Ta phải coi, người ta sợ, người ta phải coi. Em đếm đi em. Dạ, 1, lên, 2, 3, 4, mới có 3 à cô. 4 à, 6, 5 à, 6 à, 7, cố lên, 8, 9, 10, xuất sắc. Xuất sắc. Xuất sắc tạm thời thôi. Cái đó mới xuất sắc về sức khỏe bên ngoài. Dạ, thôi. Khỏe bên trong còn chưa biết nha. Dạ. Ta có nỗi khổ cho nên em phải thông cảm. Dạ, dạ. Rồi, hy vọng nếu mà được á là mình tiến tới là mình coi như mình kết hôn xong cái là mình sanh liền. Bạn nào cũng lớn tuổi hết rồi. Dạ. Bây giờ đầu tiên khi mà chị Tường mở cửa trái tim này ra, cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Khi nhìn thấy nhau. Thấy em đó thì cũng hiền, cũng đẹp. Vậy thôi đó hả? Trong lòng có sốn sang, có rung rinh gì chưa? Cũng rung rung thôi, rung nãy giờ luôn. À, rung này do hít đất mà. Thấy còn mình à, dạ, Quyên. Em đầu tiên thì em thấy anh dễ nhìn, thiện cảm, sáng khuôn mặt. À. Cảm ơn em. Nói chung là cái đầu tiên là thiện cảm là được phải không? Rồi giờ ăn thua là tìm hiểu nhau thôi đúng không? Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một chút thời gian riêng tư để tìm hiểu nhau, trao đổi gì đó một chút xíu, rồi chị Tường sẽ quay lại. À, bây giờ là chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời các bạn đến với phần ẩm thực với những món ngon của nhà hàng Lạc Thái. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn cơm chiên mắm đặc biệt kiểu Thái. Cơm trắng nè được chiên chung với mắm ruốc Thái, khi chiên lên tạo ra một mùi thơm đặc trưng của mắm ruốc. Cơm nè ăn kèm với thịt heo xào và cùng với đậu đũa, hành tím, tôm khô cùng với xoài và trứng chiên tạo nên một hương vị thơm ngon không thể nào cưỡng lại được. Đây là một món ăn đặc biệt của người Thái nha. Bây giờ mời hai bạn cùng thưởng thức. À, rồi nhớ là vừa ăn nhưng phải vừa tâm sự với nhau nha. Dạ, dạ. Rồi chút xíu cho Tường quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Mời em. À, mời em. Ủa em nói là em ở bên là chỗ Bình Phước hả? Dạ em ở Bình Phước, thì xã Phước Long. Thì Phước Long hả? Anh ở thành phố là ở quận mấy ạ? À, ở quận 12. Anh ở cùng với ai? Anh ở với ba mẹ. Ba mẹ anh vô đây? Ừ, ba mẹ anh vô đây thì lâu rồi. Nếu được mà tìm hiểu mà mai mốt ví dụ đến với nhau thì lúc đó anh có thể lên Bình Phước không? Thì trong tuần thì mình sẽ được nghỉ chủ nhật.
Còn ngày lễ thì mình cũng được nghỉ, mình phải tranh thủ thời gian mà chạy xuống. Giả sử hai người đến với nhau gọi là sau này đó, thì lúc đó anh sẽ ở đâu? Ý là mình ở chung á, giả sử vậy. Ừ, thì trường hợp gì đó thì cũng tùy thôi, cái điều kiện của mình cho phép ở đâu thì mình sẽ đi theo đó. Anh quan niệm như thế nào về cái hạnh phúc gia đình? Hạnh phúc gia đình là mình phải biết tôn trọng với nhau, chia sẻ. Có gì vinh cũng có mà nghèo cũng có, khi mà cái lúc mà vinh thì mình chia sẻ nhau, mà lúc xuống nữa thì mình cũng phải chia sẻ nhau, tôn trọng nhau thì mới có hạnh phúc được. Đối với em cũng vậy, hạnh phúc ở trong gia đình thì phải chia sẻ, tôn trọng và nên trò chuyện với nhau hàng ngày, vì có những cái mình không nói được, mình tích lũy tỉ cứ từng lúc một ít ít ở trong người, và đến khi mà một cái lúc nào đó mà không thể chống đỡ được nữa thì có thể là việc nó cũng nhỏ mà nó sẽ xé ra và nó vỡ òa. Bản thân em thì cũng một lần đổ vỡ rồi, cho nên em muốn tìm một cái bến đổ nó bình yên và nó mãi mãi. Thường ta nói đàn ông miền Trung là hay gia trưởng độc đoán lắm. Và thật sự em cũng người miền Trung em vậy, mà em mong rằng bây giờ em gặp người này không phải là như thế. Anh thì anh cũng không gia trưởng đâu. Anh cứ tính anh chỉ hơi nóng rồi anh nói một chút xíu anh bỏ đi đâu đó là anh nguội lại rồi. Đi đâu? Bỏ đi là đi đâu? Đi ra ngoài uống cà phê với bạn. Đi bao lâu quay lại? Cũng tùy theo tâm trạng của mình, lúc đó nó hạ hỏa thì mình sẽ quay lại. Có đi qua đêm không? Không chị ơi. Trong đây là những câu hỏi của chương trình, những yêu cầu của chương trình đưa ra. Các bạn hãy thay phiên bóc mỗi người một lá bài, rồi hãy đọc lớn cái yêu cầu trong này và thực hiện theo nó. Đó là điều kiện của chương trình. Xin mời anh đọc lớn lên. Kể ra ba bí mật mà bạn chưa bao giờ nói với ai. Bí mật thứ nhất là chưa bao giờ nói với ai nha. Suy nghĩ kỹ nha, bí mật nha. Mình ngủ, mình hay há miệng. Ủa sao anh ngủ mà anh biết? Có người nói, nó biết rồi, bí mật mà chỉ với mẹ biết thôi. Hả bự hả nhỏ, mẹ có chụp lại tấm hình nào không? Không, mà mẹ có bỏ cục muối vô là biết rồi. Có bỏ vô luôn hả? Có. Thôi mà cái giờ chị ngủ mà mình cũng đâu có thể nào. Bữa nào hả em đậy lại, hả em đậy lại. Mua cái không, lúc đó em bắt chanh. Em ác hơn mẹ em. Còn gì nữa không? Bí mật thứ nhất. Bí mật thứ hai thì mình đi tham dự chương trình Bà Mối Hẹn Hò này, cả công ty chưa biết mình đã là ly dị vợ. Hả? 3 năm rồi, cái này chắc là ăn gian quá. Dạ, đó là bí mật mà. Có nghĩa là công ty không biết. Nói chung thì tại vì công việc của mình ấy hơi áp lực cái này kia rồi. Làm gì không? Không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư nên không ai biết. Cũng có chia sẻ mình thôi. Em sống hòa đồng lắm chị. Dạ. Nhiều lúc mình vui vui vậy chứ rồi trong nội tâm mình không biết ai. Bí mật thứ ba. Khó quá ta. Khi mình đi làm về tiền mình cắt, không ai biết trong tài khoản mình bao nhiêu. Mẹ biết không? Không. Hiện giờ là không ai biết hết. Không ai biết. Mà mình biết không? Biết chưa? Biết chứ. Tài khoản mình không biết thì biết cho chị. Không, nhiều khi quên, nhiều khi gì tường cũng quên. Mà lúc anh có vợ rồi, vợ anh có được biết không? Vợ cho biết. Rồi, mời bạn gái. Yêu cầu đối phương làm một điều gì đó mà bạn muốn. Rồi mà sướng quá vậy. Phát mồ hôi còn đó chị. Rồi đó. Cô đó làm chót luôn rồi. Thỏa mãn cô rồi đó. Cô muốn làm gì cô làm đi. Anh trồng chuối cho anh. Trời ơi, bà này bà hát. Tôi đứng ngát luôn á. Hát luôn á. Ừ. Cô khác không? Cô này không làm được. Nghe nói cổ chứ sao nói chị. Em có thể đổ cô khác được. Tại vì nãy hụt nó chưa, phải coi từ cái đầu nó có cứng có như thế nào nữa. Cho nên phải trồng chuối. Kiểm tra đủ chỗ đầu. Cái đầu liên quan gì tới chuyện kia. Rồi bây giờ em gái phải bóc một lá bài khác. Mình phải bóc, mình tự làm đi chứ. Bóc một cái chuyện trồng chuối rồi đó. Ừ. Đọc lớn lên coi. Ba điểm bạn thích nhất ở đối phương về ngoại hình. Đó, bây giờ anh được rồi, ngon rồi đó. Em thấy cái lúc mà em gặp và nói chuyện thì em thấy chân thành, hiền lành. Cái nữa là tươi sáng. Tươi sáng? Tươi sáng là sao vậy? Em định nói một cái kia nhưng mà em nói thôi. Nói đi, tự nhiên tươi sáng là sao? Ảnh nói chung là đặc biệt hơn với những người khác là sáng láng ở phần trán. Tươi sáng là vậy. Và chơi chữ nữa. Tươi sáng là về ngoại hình. Nhớ vụ hít đất. Cũng là tạm thời khỏe mạnh. Tạm thời khỏe mạnh. Rồi, vỗ tay. Thôi, nuột chớp chút xíu thư giãn để cho nó vui. Và cũng để cho hai người có thể có cái cơ hội hiểu nhau được nhiều hơn. Dạ. Bây giờ là giây phút quan trọng để trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút để có hẹn hò với nhau hay không. Thì giờ mời cho hai bạn 30 giây nhìn nhau một lần nữa. Và mỗi người sẽ nói cho nhau một điều cuối cùng trước khi ta bấm nút. Rồi em nói trước đi, nhường cho em. Em vượt đường xa đến đây và để tham gia cái chương trình này thì em cũng muốn tìm một cái hạnh phúc và tìm một cái người để cùng em đi suốt cái cuộc hành trình của cuộc sống này. Anh cũng muốn tới đây để kiếm một nửa của mình
yêu thương trọn đời, kiếm một người biết chia sẻ trong gia đình, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm ạ. Và bây giờ là thời khắc quan trọng đã đến ha. Chúng ta có những thời gian tuy là ngắn ngủi nhưng mà chị Tường nghĩ cũng đủ để mình cảm nhận được nhau. Thích hay không thích, rung động hay không rung động, thật sự ở cái nhìn đầu tiên là mình đã có cảm nhận trong lòng mình rồi. Hãy đưa ra cái câu trả lời theo như sự mách bảo của trái tim mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Còn nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp thì chúng ta có quyền không bấm ha. Đây là quyền của các bạn. Nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm với Tường thì đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn nam không bấm? Nói chung thì bạn ấy cũng ở xa, không có cái điều kiện để mình đi tới để tìm hiểu. Một cái nữa đó là cái tuổi của bạn cũng hợp với tuổi mình. Là coi tuổi hả? Là về tuổi hả? Là tuổi gì với tuổi gì? Ngựa với này là tuổi gì? Tuổi Tuất. Thì mạng quả với mạng thủy nó sẽ không hợp. Thì có hai vấn đề đó thì... Mình chưa vượt qua được. Chưa được. Anh rất là xin lỗi. Dạ, không có gì. Đó là cái suy nghĩ riêng của mỗi người, mình trân trọng thôi. Thì thật sự tôi thấy bạn trai này là một người rất là thẳng thắn, cũng rất là chân thành. Và anh nghĩ sao nói vậy thì như vậy, thà như vậy nó sẽ tốt hơn. Rồi, tới ghế rồi chị. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Ok. Rồi, bây giờ mời anh giới thiệu về bản thân mình ạ. Kính thưa các anh chị em, cô bác nội ngoại Sài Gòn. Con tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975, quê quán ấp 4 xã Ba Sao, thành phố Cao Lãnh. Làm nghề thợ cắt tóc và bán linh kiện điện tử. 45 tuổi, đang sống ở thành phố Cao Lãnh. Mời chị gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên là Ngọc Diễm, em đến từ Cần Thơ và hiện nay em 40 tuổi ạ. Dạ, là mình sinh năm bao nhiêu? Trên giấy tờ thì là 79 chị, nhưng mà thực tế thì em 80, nghĩa là em tuổi Thủy. Hiện nay em là giáo viên dạy cấp 3. Cần Thơ qua Cao Lãnh bao xa? Cần Thơ qua Lãnh chắc cũng gần, đi đường cao tốc đi xuống Tiền Giang đi về Cần Thơ. Biết đường đi gì mà không biết nhiêu cây. Vậy hả? Rồi, vậy là thí dụ giờ hai anh chị quen nhau thì bao lâu anh có thể xuống thăm chị được một lần? Nửa tháng xuống lần. Nửa tháng xuống lần. Dạ. Số ít vậy, gần mặn tuần xuống lần đi. Anh là chủ tiệm luôn hay là chủ sao? Tiệm. Chủ tiệm. Chủ tiệm mình có thợ không? Có học trò mà nó ra nghề hết. Bây giờ có mình nên là chưa có học trò mới. Vậy là mình đi đâu có được nhiều, đi là phải đóng cửa tiệm đó phải không? Đi phải đóng. Tại vì tiệm là hoạt động suốt tuần luôn đúng không? Thứ bảy chủ nhật là mệt lắm, khách đông. Thứ bảy chủ nhật là khách đông. Còn công chuyện của mình làm thì cái giờ thời gian nó như thế nào? Em làm suốt chị, em nghỉ thứ bảy chủ nhật, nghĩa là em dạy luân phiên suốt trong các ngày trong tuần á. Dạ, nếu mà thời gian vậy rồi anh vậy rồi làm sao mà anh, ví dụ giờ anh có bạn gái thì anh đi chơi với bạn gái ở cái thời điểm nào để mà mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân? Đó thì nghỉ đi thôi, bình thường có gì đó. Nghỉ đi bình thường. Nghỉ một tháng đi cũng không sao. Vậy đó hả? Thế cho em hỏi một xíu là giờ kinh tế anh đã ổn định chưa? Anh có thể lo cho vợ con được chưa? Dạ, ổn định rồi chị. Dạ. Thế anh nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của anh trong cuộc sống là gì? Em xin nói về điểm mạnh. Dạ. Em thuộc tiếp, biết chăm lo cho gia đình, tính em cần mẫn và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu em đã kiên định đeo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và có trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra em có sở trường biết hát, biết làm nhân quỷ gia đình nữa chứ các bạn. Wow, ủa sao anh nói chuyện giống như hát vậy? Đây là có thơ luôn ha, anh làm thơ hay sao vậy? Không có, tại vì nghĩ ra vậy thôi. Nghĩ ra, nhưng mà anh có viết ra, anh đọc trước, anh nhẩm, anh học trước không? Mà sao anh nói nó trôi chảy mà nó hay, líu lo như anh đang hát vậy? Cũng có viết ra. Có viết ra? Dạ. Rồi, nghĩa là anh rất nghiêm túc với cái buổi hẹn hò ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ. Thay mặt chương trình cảm ơn anh nói hay quá. Mình nghe kịp không nha em? Dạ kịp chị. Rất là dễ thương. Cũng nhanh. Nói nhanh nhưng mà nó có vần có điệu lắm. Dạ. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì trong công việc em nghĩ em là người có trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành những cái công việc mà được giao nè, có tính cầu tiến. Còn về trong cuộc sống thì em biết nấu ăn và em là tiếp người của gia đình. Như mà cho hỏi một câu vẫn tò mò bên đây. Vậy là anh thường hay coi chương trình lắm hả? Dạ thường coi. Anh biết em hỏi câu gì luôn, cho anh chuẩn bị sẵn đáp án luôn hả? Thấy chị mê gì đem cho chị luôn. Biết Tường mê gì đem cho Tường luôn. Ủa dạ, là Tường mê gì đem gì cho Tường vậy? Thấy coi trên mạng chị Tường nói là chị thích uống chanh muối nên là chương trình cho hai cái em làm chanh muối để em tặng cho các Tường. Trời ơi dễ thương quá. Một trái đó chị uống 4 ly nha, để uống nhẹ, uống một trái một quay nữa mặn nha. Rồi cái em hiểu rồi. Thường thường làm cho những đứa em bán cà phê. Dạ. Mình bán gì mới có lợi, với quậy một trái rồi tới giờ lại cho em. Rồi hiểu rồi, chất luôn, nói chung là nước cốt đậm đặc đúng không ạ? Dạ. Rồi cảm ơn anh. Bây giờ em hỏi chút xíu về tình duyên nè.
Hiện tại anh đang sống với ai vậy? Điểm yếu chưa nói. Ờ, điểm yếu chưa nói à? Quên, nãy bài thơ mới có điểm mạnh à. Dạ, điểm yếu. Em nói điểm yếu, tính em hay suy nghĩ và đôi khi mất bình tĩnh vậy. Hồi hộp, mất bình tĩnh. Yeah. Hay suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nữa. Suy nghĩ về cái gì ạ? Thì tuổi này nó chưa có gặp cái gia đình này kia cũng suy nghĩ cũng rất nhiều rồi. Rồi vậy bây giờ em hỏi tình trường anh đó, bây giờ là anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng trải qua một mối tình có yêu một cô giáo dạy trường trung học cơ sở thị trấn Mỹ Thọ được 6 năm. Em chia tay hơn 1 năm, em cho cô giáo đó rất nhiều thời gian và cơ hội, nhưng cô giáo cứ hững vô tâm quá nên em đành dừng lại 2 chữ gian dở. Sao mà thí dụ mình thấy không hợp thì mình chia tay sớm anh, sao để tới 6 năm mà cuối cùng vẫn chia tay? Thấy cái cô đó thì cũng chịu nhưng gia đình ngăn cản. Gia đình cổ á. Gắn đèo thì rồi còn có sửa đổi gì không? Nhưng mà tại sao gia đình cổ ngăn cản, biết không chịu anh chỗ nào? Cũng lớn tuổi rồi vậy đó, xưa gì bị mổ vô nang vậy đó, họ không có lấy chồng được, lấy chồng sao không có con, lấy chồng chi? Mà hỏi cổ, cổ nói cổ vẫn có con, tại gia đình nói vậy đó. Mà chia tay cổ được bao nhiêu năm rồi? Chia năm mấy rồi? Chia năm mấy giờ cổ có chồng có con gì chưa? Không, chưa có chồng, không có chồng luôn. Không có chồng luôn? À. Quen 6 năm, à. Một mối tình. Cũng lâu lâu là cũng gặp nhau này kia, cũng nói chuyện bình thường không có gì hết. Nhưng mà em hỏi thiệt cái này hơi, tại vì anh cũng có tuổi, lớn tuổi rồi, nên em hỏi cái chuyện này nó cũng không có gì mà gọi là sai quấy hết. Em quen 6 năm nhưng mà anh với chị có ở với nhau không? Dạ. Không ở sao biết không có con? Tại anh không ở hay là tại chị không, không cho anh ở? Gia đình nó chỉ bị mổ của nang. Nang thì... chứng. Mà cổ, sao cổ nói cổ vẫn được? Mà con gia đình nói vậy mà cổ nói chỗ còn. Mà sao anh chị cũng lớn tuổi rồi mà quen 6 năm mà mình không có sống thử với nhau trước hả? Không có luôn, có đi chơi từng đi ăn gian đi lắm mà không có. Cổ tách cổ khó lắm. Cổ khó hay là tại anh không có tấn công? Không có, cổ khó chứ, khó tấn công mà cổ khó. Sao anh không xin xỏ? Không được. Dạ, là quen một mình anh thôi đó, 6 năm là một mình anh đó. Anh cũng là một quen có một mình cổ chứ nhiêu. Như vậy em hỏi thiệt anh nè, là anh có cái gì quan hệ với ai đó trước hôn nhân chưa? Dạ chưa. Là có nghĩa là anh có biết là làm cái chuyện đàn ông chưa? Cái đó chắc biết mà, cái đó chưa có thử. Biết mà chưa thử có nghĩa là chưa biết. Là 45 tuổi là còn zin. Em nói thiệt, em nói giỡn mà thiệt hả anh? Nói thiệt. Thiệt luôn. Dạ. Không dám làm vậy thôi chị ơi. Thành vậy rồi lỡ rồi đẻ đứa con ra, không có ra tội nghiệp. Trời ơi, 45 tuổi, còn nguyên si bà xì. Rồi có mận ăn gì được không anh? Anh nghĩ sao? Được, chắc được chưa? Chắc được chưa? Chắc thôi đúng không? Còn khỏe lắm hả? Sao anh biết anh khỏe? Anh chưa làm gì chưa? Sao biết anh khỏe? Anh dựa trên cơ sở nào anh biết là anh khỏe? Gia đình trước á, cha mẹ còn sống á, cái này coi tôi không có vợ dắt đi khám thử. Cái bác sĩ này nó bình thường, không có gì chơi, mà tại nó không chịu lấy vợ. Là có đi khám bác sĩ nói khỏe. Khỏe, cha mẹ nó nói sao lớn tuổi này cứ vậy, đem cưới cậu vợ nó tùm lum mà nó không chịu. Nhưng mà anh thích phụ nữ không? Thích. Khi mà nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, anh có rạo rực trong người không? Rạo rực chứ. Hoang mang quá, để tôi xem lại. Có rạo rực. Có rạo rực đúng không? Rạo rực. Rồi, tới bên em. Nếu như mà nói tình chính thức á, thì em chưa có mối tình nào là chính thức chị. Là sao? Có nghĩa là hồi thời em sống ở dưới quê á, năm 17, 18 tuổi gì đó thì cũng có một cái mối tình mà kiểu trẻ trâu á. Rồi sau đó thì em lên Cần Thơ em sống, thì em đi học, em đi làm, ra trường rồi xong rồi thì cũng có quen một, hai người. Mà cũng chỉ cao lắm là 6 tháng mà em dừng lại tại thấy không phù hợp. Nhưng mà có gì sâu đậm chưa? Em nghĩ là chưa. Cũng chỉ nhắn tin qua lại rồi nói chuyện rồi gặp một hai lần rồi thôi. Vậy là không lẽ em cũng giống như anh bên đây? Hả? Trời ơi, sao vậy? Sao phí tuổi xuân vậy hai bạn? Trời ông trời, để cho hai bạn dành cái thanh xuân đó để dành cho nhau. Nếu mà một người từng trải mà gặp một người như vậy thì đơn nhiên hai người có người thiệt thòi. Còn hai người không biết gì trơn luôn. Công bằng, trao cả thanh xuân cho nhau, được không anh? Dạ được. Nếu được bao giờ mình quen nhau hợp lý thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Hết năm nay. Hết năm nay. Em thí dụ em có chịu qua cái cao lãnh để sống với ảnh không? Nếu mà được. Trước kia thì em có cái quan niệm là có thể em sẽ trả lời với chị là không được. Tại vì em có quan niệm là em lập nghiệp ở Cần Thơ. Nhưng mà những năm gần đây thì em đã thay đổi cái suy nghĩ. Em nghe chị Tường nói nhiều. Đúng rồi, lấy chồng là phải theo chồng. Với lại đừng nói không, tại không yêu á. Dạ. Yêu cỡ nào cũng theo hết trơn á. Chị là cô cuốn gói theo trai luôn, mà tại không có trai nào để cuốn gói theo thôi. Không có gì xấu hổ chuyện đó hết á. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, với lại hai bạn giờ phí nhau quá, phí thời gian quá rồi. Nhưng mà em hỏi thiệt anh nè, anh 45 tuổi nè, chưa vợ nè, có nghĩa là hồi đó giờ anh lo làm ăn không à?
giờ anh có của có vốn gì không, anh nói em nghe coi, để làm sao mà người phải lo được cho vợ con người ta mới mới chịu làm vợ anh. Có dư chút đỉnh. Dư chút đỉnh là cái gì? Giờ anh có nhà riêng chưa? Dạ có. Có đất đai gì thêm không? Có đem bằng phát hay à, đem cái bằng phát, đem sổ hả, sổ đỏ đó hả? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người đi tham gia chương trình mà đem theo sổ đỏ luôn trời. Trời đất ơi, đâu cho em coi 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 nha. Trời ơi hay quá anh ơi. Lần đầu tiên em thấy có người tham gia chương trình mà có sổ đỏ luôn nè. Rồi đúng rồi nè, này cái khai sinh luôn, luôn, giấy khai sinh luôn. Đó, à, xin sách tặng sách ly luôn ha. Trời anh này mà không lấy ai nữa đây trời. Thửa đất số 76. Đó. Diện tích 172,7 m². Quá dữ, đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng là lâu dài nha. Được công nhận quyền sở hữu sử dụng đất. Tặng cho ông Nguyễn Văn Hùng. Của ai tặng cho anh vậy anh? Lắc con già cha mẹ để ông anh đứng tên rồi ông anh phải chỉ nhượng. Có nghĩa là của cha mẹ để lại. Chia cho mọi người là bao nhiêu dư. Dạ tóm lại là đất cha mẹ để lại. Dạ đang dạ. Để lại. Là cái này là hiện tại anh đang ở đây luôn hay là? Hiện tại đó nữa rồi. Vậy cái này là cha mẹ để lại, còn cái gì anh tự làm ra đâu anh? Tiền mặt nào anh để đám cưới đồ này kia? Dạ có chứ chị. Vốn làm ăn đồ nhiều khi vợ bỏ xứ theo mình á, thì đến nơi mình phải tạo một cái công việc ổn định cho vợ. Ví dụ mở cái tiệm gì nhỏ nhỏ đủ khả năng không anh? Có tính mở quán cà phê cổ. Cà phê cổ. Vốn nặng lắm à. Không có, có chuẩn bị bàn nhiều lắm rồi. Bàn có chuẩn cổ, bị rồi. Bàn cổ. Bàn cổ có luôn hả? Có luôn. Dạ, vậy ổn chuẩn rồi. Chuẩn bị biết gì không? Chuẩn bị em chuẩn bị mơ cái chân mấy mai. Mình có mặt bàn nè, mở quán hồi cổ nhặt. Ai thích nhặt trầm đến uống. Ồ, có kế hoạch tương lai rõ rệt. Được. Rồi, bây giờ anh muốn kiếm một người vợ như thế nào? Anh diễn tả em nghe coi. Có mái tóc dài, có giọng nói dễ thương chút được rồi. Cả mét sáu trở lại. Mét sáu trở lại là được. Thế còn chị, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh ấy là phải có công việc ổn định, gì nghiêm túc, chân thành, biết đối nhân xử thế. Có cần ngoại hình sao không? Về chiều cao thì có thể từ 1m65 trở lên cũng được. Mọi cái khác thì chắc do cảm xúc ban đầu mình nhìn thì... Coi thử trong ba anh này anh nào là ảnh vậy? À cái người sao mờ quá em. Rồi bốn người luôn thì lựa đi, em cũng không biết luôn nữa. Có cổ ở trọng đó. Đây. Tại sao anh chọn cô đó ạ? À? Cô này. Đây. Tại sao anh chọn cô đó? Thấy cô đó cũng lứa tuổi cũng cỡ hàng 40 mấy. À, em chọn ai? Cái hình này anh chụp mấy năm rồi anh? 20 năm. Trời ơi, giờ ông đi lấy vợ 50 tuổi, 45 tuổi ông đưa hình năm ổng có mới có 25 tuổi à. Em nhìn. Em anh nào? Em chỉ đâu. Kệ, kệ, hốt luôn em ơi. Rồi, mời hai anh chị nhìn về cửa trái tim nha. 1 2 3 sao nè trúng hay trật nè. Chào anh. Nhân ngày kỷ niệm anh với em gặp mặt với nhau anh không có gì quý hơn. Có anh có mang theo tấm lòng và bó hoa hồng sáp mang từ phương xa đến tặng cho em. Tuy là đơn sơ nhưng nhiều kỷ niệm em đã nhận bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà em gửi. Cảm ơn em. Dạ này em gửi chị. Ôi chị cảm ơn em nha. Có tấm này nhé nè. Cái hộp này em sẽ hộp của bó hoa. Anh biết là những quỹ gia đình anh có làm cho xin muốn. Ủa nãy nghe cái đó là của chị Tường. Không có, chị Tường là ghi. Tường riêng, ta chu đáo lắm. Rồi chị Tường cảm ơn nha. Em cảm ơn anh nha. Có món quà này là để tặng cho chị Tường. Chị Tường chị dùng cái này chị nhớ đến chương trình và có cắt cho chị rồi thì thôi khỏi coi đi. Coi cái này khỏi coi ha. Khỏi coi. Khỏi coi mãi là biết rồi. Cái này là xài 5-10 năm cũng hư. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi không biết cái gì mà cho là thích rồi là quý rồi cái đã. Cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà em hỏi một câu nè, sao nãy anh tặng bó hoa cho chị mà anh xúc động, anh muốn khóc luôn vậy? Lý do gì? Xúc động nào giờ chưa có cái nào cầm cái bó hoa để tặng cho một người nào hết. À em hiểu, em rất là trân trọng cái cảm xúc đó. Em có cảm nhận được không? Dạ, em có. Rồi chị cũng hy vọng rằng là hôm nay các bạn sẽ có một buổi nói chuyện thật là hiểu ý nhau. Hai người thật sự luôn, là những trường hợp rất đặc biệt và đã có tuổi rồi. Hy vọng là hôm nay các bạn tìm được một tiếng nói chung. Anh có món quà gì muốn tặng, món quà tinh thần ngoài những món quà vật chất này không? Ừ, hát được. Rồi mời anh. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao cho em. Ngày nào đã quen nhau, mình chung hướng về, mình chót trao nhau đầu cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù buổi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Hay quá. Em làm lại một khúc liền. Anh hát bài đó cái tựa quen mà anh hát chị nghe bài hát mới luôn á. Sửa anh chút rồi, sửa cho nó. Em đến từ Cần Thơ cho nên chắc em hòa một cái đoạn nhỏ, một cái câu nói về Cần Thơ nha. Rồi. Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó ai đi đến đó lòng không muốn về. Trời ơi, ngọt ngào quá, cặp đôi này xứng đôi ghê. Thôi được rồi, màn gặp nhau rất là ấn tượng. Hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại rất tốt ngày hôm nay. Bây giờ thì đến giờ ăn trưa rồi. Bây giờ xin mời các bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mượn. Rồi bây giờ Tường xin mời hai anh chị nha, thưởng thức một món ăn ngon, rất là ngon, rất đặc biệt của nhà hàng. Đây là cơm thố bò Wagyu. Vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi mời hai anh chị em đi cất quà đây. Dạ em cảm ơn chị. Thôi em quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Theo em thì trong tình yêu thì cần có sự chân thành và nghiêm túc, quan tâm, chia sẻ. Rồi nãy giờ anh thấy em cũng có trách nhiệm đó, để trong công việc có chí cầu tiến. Đây là những điều anh đang kiếm tìm. Còn nữa còn là anh đánh giá rất cao. Quan niệm sống của anh á, hãy từ từ mà sống. Chọn dội cho mình một người để phá lấp những nỗi cô đơn đó. Anh sẽ tìm cho mình một trái tim này có cùng một nhịp đập. Ở đó biết quan tâm, biết chia sẻ, biết hy sinh, dung dắt chỉ đắp cho hạnh phúc của nhau. Và cùng anh đối diện khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi mình gục ngã thì người đó cố gắng động viên mình lên. Nhà anh là bao mấy anh chị em? À, 7 anh em. 7 anh em, anh là thứ mấy? Thứ 6. Còn bố mẹ? Bố mẹ mất hai. Có anh em đông sợ không? Dạ không, bình thường. Nhà em thì ba chị em. Em là lớn, hai đứa em. Anh có hút thuốc? Dạ không. Uống rượu biết uống mà, nhưng đám tiệc uống chút đỉnh thôi chứ không có uống nhiều. Dạ. Uống rồi dẫn về dẫn hết. Tôi nói tầm này nó đi đám vậy nó còn hết tóc kìa. Mình biết uống nhưng mà giống như là mình phải có điểm dừng. Dạ, được điểm dừng đúng rồi. Phải có điểm dừng. Ồ, cơm ngon không chị? Dạ ngon. Ăn món này lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Anh ăn món này lần nào chưa? Thiên này chắc chưa ăn. Chưa ăn lần nào ha. Rồi, nhưng mà nãy giờ mình có trao đổi gì về cái chuyện quan điểm về tình yêu, về hôn nhân chưa? Vợ đi dạy mình nhà nấu cơm, giặt giũ này nọ luôn cho vợ. Dạ. Rất đơn sơ mộc mạc ha. Anh nghĩ anh có phải là người chung thủy không? Dạ phải. Anh có phải là mẫu người gia đình? Anh có sẵn sàng giúp vợ trong công việc gia đình không? Dạ sẵn sàng. Giặt đồ nấu ăn được không anh? Dạ được, nấu ăn giỏi. À vậy hả? Anh nấu ăn giỏi là một chuyện, mà anh có chịu nấu ăn cho vợ không là chuyện khác. Chịu nấu chứ. Dạ. Nếu được thì em nghĩ bao giờ mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thì chị biết ở tầm cỡ tuổi này thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc 1 năm. Cái thời gian nhiều khi nó cũng không có quyết định gì, tùy theo cái lúc đó là mình sắp xếp như thế nào về công việc, về tình cảm chị. Trên tay Tường có hai lá thăm dành cho hai bạn. Hai bạn hãy đọc lớn yêu cầu ở trong này và hãy thể hiện theo những cái gì ở trong này yêu cầu nhé. Đây là một cái cách để cho các bạn có thể thoải mái hơn, để có thể tiếp cận với nhau và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Rồi, mời bạn gái đọc trước đi ạ. Hãy thuyết phục bố mẹ hai bên đồng ý cho hai bạn cưới nhau. Nhưng vì cả hai ở tuổi thế hệ 7X nên bố mẹ từ chối, bạn sẽ làm gì để thuyết phục? Hiểu rồi. Rồi hai bạn đứng lên. Thời gian qua thì con đã làm cho ba mẹ phải lo lắng rất là nhiều. Cho nên là khi tụi con có quyết định đến với nhau thì tụi con sẽ chịu trách nhiệm với những cái gì mà tụi con quyết định. Ba mẹ yên tâm. Còn anh muốn nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ? Mình không đồng ý rồi đó, mình nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ nè? Con chào hai bác. Nếu Diễm mày đồng ý bấm nút với con á, thì dù cho hai bác không chịu con đi nữa, con gắng về Cần Thơ, con thuyết phục hai bác làm sao cho bác gả Diễm cho con. Con hứa. Con hứa, con sẽ lo cho Diễm suốt quãng đời còn lại nè. Đó, rồi cảm ơn. Rồi hy vọng sẽ chờ được cái lời trả lời của hai bác nha. Rồi về chỗ đi ạ. Thôi anh ngồi xuống, em ngồi xuống đi. Bây giờ đến anh. Massage cho đối phương mỗi 1 phút. Nam massage cho nữ vì nam làm nghề cắt tóc massage. Rồi, wow. Rồi em ngồi dựa vô ghế đi em. Thư giãn 1 phút ảnh qua massage cho em. Sướng quá. Ước gì giờ có chàng trai nào cũng massage cho tôi. Trời ơi mạnh quá. Không có không gì, thấy gì nó không có đâu. À vậy hả? Về nhà, mai mốt lấy nhau về tối được massage sướng nha. Bonus thêm, trời ơi, ráng thêm nên thấy hợp thường ghê vậy đó. Dạ, em đúng rồi. Em cảm nhận sao cưng? Ngó nghề của anh điêu luyện không cưng? Tại vì thường em đi thì em đi massage nữ không à, cho nên làm nhẹ nhàng, còn này mạnh quá. Anh hơi bạo lực quá, có hồn. Dạ, anh chưa quen. Nhưng mà hơi tay nghề có vẻ là cũng điêu luyện phải không? Bụp 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 phải không? Dạ. Thôi bây giờ nè,
mời em hôm nay anh đi, em thấy là gia đình đi theo, mình cũng có gia đình đi theo đúng không anh? Có đi cháu. Dạ, bây giờ mình em có thể mời gia đình anh vào để hỏi ý kiến cháu một chút xíu nha. Rồi mời em, cả gia đình luôn. Rồi, thế hôm nay nãy giờ nghe câu chuyện của cậu, vậy là coi như là mở ha, mở tương lai đi. Dạ, dạ. Thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cũng thấy cũng cũng xứng đôi. Nhưng mà sao? Em cũng muốn là chị này về làm mợ em. Ừ. Cái ý từ trong tim em là vậy. Ừ. Tại vì cậu em nói chung là từ đó giờ nói chung là chỉ biết cần cù làm, chỉ biết làm vậy thôi. Ừ. Nhiều khi nó trôi qua cái thời gian, nhiều khi nghĩ lại cũng tiếc cho cậu. Đúng cái rồi. Thời đã qua. Chị cũng muốn lắm đó, dạ. Mà chị cũng không biết là mợ đang suy nghĩ gì, mình cũng khó đoán. Dạ. Nhưng mà ví dụ nha, chị nói ví dụ mà mợ đồng ý đi. Hôm nay mà cậu mợ cho nhau một cái cơ hội, thì em ở nhà có gì em đốc thúc cậu thêm một chút được không? Dạ. Em có vợ con rồi, mặc dù em nhỏ nhưng mà em dạ. đã có vợ con, em có kinh nghiệm, tình cảm cậu nhiều, cậu yêu thương nhưng mà cậu chưa biết cách thể hiện. Em có thể hỗ trợ cậu mình không? Để cho nó nhanh, thúc đẩy cho nó nhanh tiến tới hôn nhân, được không em? Dạ được. Vậy nha. Rồi, em có muốn nói gì với mợ không nè? Em nói mợ một câu đi nè. Con cũng thấy mợ thì cũng tốt, cậu cũng tốt. Nhưng mà ai cũng tốt hết. Nhưng mà phải cố gắng mà dũa cho nó ăn khớp với nhau, cái nó thành một cái gia đình được. Chứ mình tốt, bên đây tốt mà không ăn khớp nhau cũng không được. Cháu rất là nhiệt tình, nó cảm xúc thật sự, nói từ trái tim luôn đó. Chị nghe chị cũng rất là xúc động. Hy vọng rằng là với cái nhận xét của cháu mình thì hai cậu và mợ hay suy nghĩ kỹ để trước khi mình đưa ra cái quyết định của mình nha. Rồi, cảm ơn gia đình của em nha. Rồi chúng ta sẽ ngồi chờ kết quả. 30 giây nhìn nhau đi ạ. Mỗi người nói với nhau một câu nữa, ai muốn nói gì cũng được. Cảm xúc hiện tại, suy nghĩ hiện tại, mong muốn bất cứ điều gì. Anh với em đến đây là coi những cái duyên, nên mình nên cho nhau cơ hội để anh nắm tay đi này là hết quãng đời còn lại nè. Em cảm ơn anh, em cảm nhận sao? Anh rất là chân thành, em chân quý cái điều đó. Được rồi, cảm ơn hai anh chị. Bây giờ ta đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý bấm mạnh xuống, không đồng ý lấy tay ra. Nhá. Quyền quyết định là của anh chị. Tường đã làm hết sức, chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Còn mình có chấp nhận đi đến với nhau để tìm hiểu, để mà nắm lấy cái cơ hội này hay không là quyền của anh chị nhé. Đặt tay vào nút bấm đi ạ. Sau 3 tiếng đếm của các tường, hãy đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao cậu cũng bấm rất chậm vậy cậu? Tại sao cậu bấm chậm vậy? Không, nó biết Diễm có bấm không? À, suy nghĩ không biết Diễm có bấm hay không. Thế còn Diễm, sao Diễm lại không bấm nút? Trong khi là Diễm cũng cảm nhận là anh ấy rất chân thành. Giống như chắc em chưa có thấy được cái cảm xúc đó. Anh chân thành, anh hiền, anh tốt. Em cảm nhận và em trân quý cái điều đó. Mà thấy anh chia sẻ có một vài cái thì em thấy cũng chưa dứt khoát lắm. Ra em cũng nói chung là chưa có cảm xúc. Ngay cả cái quyết định bấm nút mà anh cũng chần chừ nữa. Mình thích là mình bấm thôi, còn Diễm bấm hay không là chuyện của Diễm. Anh lần sần có thể là trong cái câu chuyện hai người nói, đôi lúc Tường không nghe rõ, Tường ra ngoài. Nhưng mà có thể là anh chưa thuyết phục được cô ấy. Đây là cái duyên của anh chị. Mình chưa có duyên với nhau thì mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình sống bằng cảm xúc mà.